Thưa quý vị, một con rùa hoàn kiếm vừa được bắt thành công tại Hồ Đồng Mô, Hà Nội. Việc bẫy bắt rùa hoàn kiếm là một phần trong kế hoạch bảo tồn rùa hoàn kiếm được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tháng 10 năm 2020. Kế hoạch này nhằm ngăn chặn sự suy giảm và từng bước phục hồi, cải thiện về số lượng rùa hoàn kiếm trên địa bàn Hà Nội. Rùa hoàn kiếm là loài rùa quý hiếm nhất thế giới. Ghi nhận chính thức cho thấy thế giới chỉ còn 4 cá thể, gồm 3 cá thể ở Việt Nam và một cá thể rùa đực ở vườn thú Tô Châu, Trung Quốc. Cá thể rùa hoàn kiếm vừa bẫy bắt được phát hiện lần đầu vào năm 2007 bởi chương trình bảo tồn rùa châu Á. Năm 2008, trong trận lụt lịch sử của thành phố Hà Nội, cá thể này tràn ra khỏi hồ Đồng Mô và bị ngư dân bẫy bắt.